Hoa hậu Ý Nhi từng đối đáp khéo léo thế nào khi được hỏi về chuyện chia tay? Video buổi phỏng vấn kín giữa Ý Nhi và ban giám khảo Miss World Việt Nam 2023 đã khiến mọi người bất ngờ vì Dì Dung hỏi cực thẳng thắn về chuyện tình cảm và người đẹp Bình Định cũng đối đáp cực khéo léo. Nhiều người cứ ngỡ rằng sau khi đăng quang Miss World Việt Nam 2023, Ý Nhi mới bất ngờ tiết lộ việc mình đã có bạn trai, trở thành nàng hậu hiếm hoi công khai tình cảm trong thời gian đương nhiệm. Nhưng hóa ra, ngay từ buổi phỏng vấn kín với ban giám khảo cuộc thi, thí sinh Ý Nhi khi ấy đã chia sẻ thẳng thắn về mối tình đầu của mình. Đứng trước ban giám khảo, Ý Nhi vui vẻ tiết lộ rằng cô và người ấy bên nhau đã 6 năm, chính thức hẹn hò từ năm lớp 12 và bạn trai là người có ý chí, học rất giỏi. Chính bạn trai đã giúp Ý Nhi rất nhiều trong chuyện học hành nên không hề có chuyện hai người mãi hẹn hò mà lơ là việc học. Khi nghe Ý Nhi tự hào khoe về bạn trai mình, Dì Dung đã vặn hỏi rằng có nhiều cô gái khi đi thi hoa hậu, nhất là vào đến top cao thì sau đó thường rơi vào cảnh tình yêu đứt gãy, hai người chia tay nên Ý Nhi có đề phòng tình huống này hay không. Nghe vậy, Ý Nhi đã tự tin khẳng định rằng cô không hề nghĩ đến chuyện đó, bởi hai người đã bên nhau nhiều năm, gia đình hai bên đều đã biết về mối quan hệ này. Bạn trai của Ý Nhi rất tin tưởng, thấu hiểu cô nên hết lòng động viên cô đăng ký tham gia Miss World Việt Nam 2023, còn đưa Ý Nhi đi mua trang phục, hướng dẫn cô chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để tham gia thi hoa hậu. Khi nghe thấy những gì bạn trai đã giúp đỡ Yến Nhi, Dì Dung đã công nhận bạn trai Ý Nhi rất dũng cảm. Khi xem đoạn video phỏng vấn này, khán giả lại càng thêm yêu thích chuyện tình cảm của Ý Nhi và mong cho hai người sẽ tiếp tục có một tình yêu thật đẹp. Bởi Ý Nhi hẳn phải rất trân trọng nửa kia của mình nên quyết định công khai ngay sau khi đăng quang. Còn bạn trai nàng hậu cũng rất chín chắn khi cảm ơn những lời chúc phúc cặp đôi và bỏ qua những bình luận kém duyên, nghi ngờ vào tương lai của hai người.